thì mình phải chơi trong diễn đàn em biết hết chứ. Đầu tiên là em có được lâu dài không chỉ nhiều nhiều là họ mà làm mấy cái đó là được nha, còn lại ăn nhạc khỏe cũng giảm chứ. Em nhắn vô cái link mà anh gửi cho em nè, cái link nè, nhắn vô. Đó em thấy nè, cái này là cái máy đang chạy nè, nó đẻ là 15 phút 238, là đang nói là 15 phút vừa rồi là cái ngưỡng mà nó chạy là như vậy. Và nó tính trung bình đó là 24 giờ là mình sẽ được cái số tiền là 192.48 mê, tức nghĩa là một ngày sẽ thu được bao nhiêu lượng mê. Chứ không phải là giống như cái mê ở trên nha. Mê ở trên là cái công suất của cái máy mình á. Nhưng mà cái mê thực tại trong 24 giờ nó tính trung bình á, chỉ có được là 192 thôi. Hiện tại là có một cái máy đang hoạt động nè, thấy không? Cái kháng lạnh không cô? Rồi thu nhập ước tính của ngày hôm nay là nó dựa vào cái số là 192.48 nè, nó mới quy ra cái mức thu nhập nè. Từ mức thu nhập này chúng ta sẽ quy ra đô, rồi đô chúng ta sẽ quy ra tiền Việt. Đó, thì bởi vậy cho nên là cái thu nhập nó ước tính cho mình nó dựa vào cái mà 24 giờ này nè, nó nhân. Thì muốn tính á, thì chúng ta sẽ vô cái phần này nè. Đó, chúng ta vô phần trang chủ nè. Ta vô phần cái phần xem hướng dẫn mà không có nhắn cái chữ xem hướng dẫn nha, nhắn vô cái chỗ 18.15 nè, nhắn vô đây. Đó, xuống đây là chúng ta sẽ xem được là cái cách tính nè. Cách tính đây nó có cái công cụ nè. Đó, ví dụ như 195 thì bao nhiêu tiền nè, 195 mê đúng không? Thì nó sẽ quy ra tiền nè cho mình nè là 0.003525 2560 đúng không? Thì bắt đầu mình tính là tiền Việt nè, 0.03 2560 TTH, mình nhân cho giá đô là 3.500, mình nhân cho là nó được bao nhiêu đô, rồi mình nhân tiếp cho 23.000 là tức nghĩa là mình được là 283.000 nè. Đó, còn mình muốn biết rõ cái thu nhập ngày hôm qua bao nhiêu á, thì mình nhắn vô đây, mình vô phần thu nhập thì lúc này mình sẽ thấy nè, đã trả là 195.76 mê, thì tương đương là cái số tiền nè là 0.0033 đúng không? 0.0033 thì mình nhập 0.0033 ở đây. Đó, 0.0033 nè. À, 33 7120 7120 là ngày hôm nay là mình 24 tiếng vừa rồi mà làm 271.000. Đó, cái này là chưa trừ tiền điện nha. Đó, bây giờ mình muốn coi máy đào mà nó đào như thế nào thì mình nhắn vào phần máy đào nè. Đó, ở trên là một cái máy nháp là máy này là hồi trước anh nháp á, máy này không có xài nữa. Gọi là máy này là gọi là đai vậy đó. Chỉ có một máy đang chạy là nó đang xanh nè. Mình nhắn vào mình xem nè, đó. Từ lúc 0 giờ nè nó chạy được bao nhiêu nè, mình nhắn ra mình xem cái tốc độ nó đào nè, từng phút nè. Có lúc nó giảm nha. Có lúc này nó giảm thì nó có được 136 à, có lúc này nó tăng nè. 193. Lúc cao nhất của nó là 231. Đó, nhưng mà mình bởi vì nó tính tiền là nó tính cái mà tổng kết luôn á, hiểu không? Tổng kết tức là trung bình á. Trung bình là mình dựa số liệu thống kê này nè, đó trung bình nó trả mình 191 mê thôi chứ không bao giờ được 200 lẻ mấy. Em hiểu không? Đó là cái cách mà em vô đây là em xem được hết từ cái thu nhập nè. Rồi cái máy đào nó có hoạt động hay không là em vô đây em cũng kiểm tra được nè. Đó, nếu nó hoạt động nè, mình nhắn vô cái chỗ hoạt động nè. Đó, mình thấy cái máy nó đang hoạt động nè. Hoặc là không hoạt động hoặc là bị cái gì đó là nó báo đây hết luôn. Ở đây mình cũng vẫn biết được cái máy mình có đào hay không. Đó. Rồi vậy nha.